nửa ngày đi chợ từ tiệm nail hả em? Vẫn là mùa xì lô mùi hả? Mùa này là mùa xì lô. Ôi yeah, có vàng rồi đó. Hết xăng rời như Amazon rồi. Giờ bắt đầu nó ngả qua mùa thu vàng. Mùa thu lá vàng muôn đời, bye bye. Ok, tới nơi rồi, chạy có 7-8 phút là từ tiệm nail tới chợ để mua thức ăn về ăn uống. Đó, bông gòn này nè, cái đó bông